Hello bạn nha, thì mình là bên đây. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho bạn bài tiếng Anh chuyên ngành ha. Ok, chúng mình bắt đầu ha. Kỳ trước mình đã học về cái trang 262 này rồi các bạn. Thì thì cái trang 262 này á là sao? Ok. Thì bây giờ mình bắt đầu mình học cái lesson 2 subject 2.2 personal conduct and soft three quiz. Ok. Bây giờ ha, personal conduct có nghĩa là sao? Ứng xử cá nhân, soft three quiz có nghĩa là những quy luật trong hãng xưởng ha. Ok, etiquette có nghĩa là gì? Etiquette có nghĩa là những cái quy luật ha. Còn conduct có nghĩa là cách ứng xử, personal có nghĩa là cá nhân. Ứng xử cá nhân và những cái quy luật trong hãng ha. Ok. It's important to follow strict rules of personal conduct and etiquette in the shop. This will keep you and your peers safe and promote a professional and hospitable environment. Ok. Trong những này mình sẽ có cái câu như sau: strict of rule có là những quy luật khắc nghiệt, những quy luật bắt buộc mình phải làm ha. Strict of rule có nghĩa là những cái quy tắc bắt buộc mình phải theo. Your peers này á, là có thể là bạn bè cùng trang lứa, bạn bè đồng nghiệp, bạn bè trong nhóm thì nó gọi là peers ha. Professional có nghĩa là chuyên nghiệp. Hospitable có nghĩa là môi trường lành mạnh nha, lương thiện, lành mạnh. Environment có nghĩa là môi trường. Thì promote professional hospital hospitable environment có nghĩa là môi trường chuyên nghiệp và môi trường lương thiện. Ok, thì câu này đó là thật là nó rất là quan trọng khi mà bạn phải theo những cái điều luật của cá nhân ha, điều luật cá nhân, đạo đức cá nhân, và bạn cần phải chấp thuận và không được, bạn phải làm theo quy tắc của trong shop thì nó sẽ giúp cho bạn và cái người bạn bạn làm chung sẽ có một cái môi trường gì, môi trường chuyên nghiệp và một cái môi trường lành mạnh ha. Ok. Đó, câu này: Know where your hands are at all the time. Ha? Pockets are a great place for idle hand. Idle có nghĩa là cái tay của mình á, không có làm gì, cái tay của mình bỏ vô cái túi quần ha. Ok. Know where your hands are at all time. Pockets are a great place for idle hand. Có nghĩa là bạn cần phải biết cái tay của bạn á, để ý cái tay của mình. Nếu như mình không có làm gì, mình để cái tay của mình trong túi quần á, pocket có nghĩa là túi quần á, mình để cái tay mình trong túi á, thì cũng được ha. Còn đỡ hơn mình tay máy rồi mình chỉ chỏ người này người kia. Và một cái kinh nghiệm của mình đó là khi mà cái tay của bạn á, đang rảnh rỗi á, thì mình có thể cầm sản phẩm mình nhìn như thế nào đó, rồi mình đo, hoặc là mình cầm cái bản vẽ mình nhìn để mà mình coi những cái gì đó trên bản vẽ người ta yêu cầu rồi mình học, nếu như mà các bạn là người mới vô. Ok. Rồi tiếp theo nè, cái câu này ha. Move deliberately and always look where your hand are going. Có nghĩa là sao các bạn? Where your hand are going có nghĩa là always look where your hand are going. Có nghĩa là bạn luôn luôn phải nhìn coi cái tay của mình đang dùng làm cái gì. Có nghĩa là cái tay của mình như thế nào, cái tay của mình không có được sờ mó lung tung nếu như mình không biết. Ví dụ cái máy nó đang chạy đi và những cái bảng điều khiển thì mình không có nên để cái máy của mình, để cái tay bàn tay của mình chạm vô cái máy khi mà bạn không biết ha. Ok. Always be aware of what could happen if your hand slip. For example, when tightening a bolt, things
What would happen if the rain slip? Would my hand or arm contact a tool or point of sharp chip? Thì point có nghĩa là sao? Mình đang dịch cái từ point này ha. Thì point này có nghĩa là giọng đóng mập á. Thì có nghĩa là nó đóng mập ha. Thì người ta nói là when khi mà bạn dặn chặt một cái con ốc hoặc là dặn chặt một cái con tán, thì bạn phải nghĩ là nếu như mà cái kìm của mình á, cái mỏ lết của mình á mà trượt đi thì chuyện gì sẽ xảy ra, thì liệu cái bàn tay của mình hoặc là cái cánh tay của mình nó có đụng vô cái con dao không, hay là mình cái tay của mình á nó có bị giọng xuống những cái chip mà sắt không đó. Thì nó nói vậy đó, bạn cần trước khi mà bạn dặn chặt một cái con ốc hoặc là bạn dặn chặt một cái con tán, thì bạn phải nhìn coi cái hướng bạn dặn coi nó có ví dụ mà bạn có trượt cái tay á, thì cái tay của các bạn có giọng vô cái tua không, cái giọng vô cái con dao ngón không, tại những con dao nó bén lắm đó. Rồi ví dụ như bạn giọng như nè, bạn hoặc là bạn bạn siết cái eto á, thì nhiều khi bạn trượt cái tay, thì cái tay của bạn có giọng vô cái vật nào mà nó sắc nhọn không. Rồi nhiều khi cái máy á cắt sắt mà, thì lúc nào cái dầm rồi những cái dầm á nó đều ở trên cái máy hết. Nhiều khi bạn trượt cái tay, cái lòng bàn tay nè, cái palm á, cái này nó gọi là cái này ha, nó giọng xuống, thì pi có nghĩa là giọng xuống ha. Thì đây là từ vựng pi nè. Ok, phải là giọng cọc xuống, là đóng mọc á, giọng xuống thì mình trượt là mình giọng xuống cái con chip, thì nó có bị chảy máu tay mình hả. Thì người ta nghĩ là người ta muốn nói bạn là khi mà mình siết hay là mình siết cái vai, siết cái eto, thì liệu coi nếu như mình trượt thì cái tay của mình trượt đi đâu, có trượt vô cái con dao không, hay là khi mà mình siết này nè, thì mình có bị tuột cái tay để mình giọng xuống cái giọng xuống những cái dầm mà nó sắc không đó. Ok, alright, vô tiếp. Rồi câu tiếp theo: only be aware of what could happen if you slip it and lost your footing and fell. Would your momentum or center of gravity cause you to fall into the sharp tool or other hazard? Rồi, mình dịch ha. Slip it có nghĩa là trượt, ngã. Lost footing and fail. Fail là té, footing là bàn chân. Thì always be aware of what could happen có nghĩa là luôn luôn phải nhận biết, nhận thức được rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cái chân của mình bị mất thăng bằng hoặc cái chân của mình bị trượt và mình sau đó là mình té. Rồi, liệu would your momentum, liệu rằng cái thế mà mình té đó, khi mà mình té đó, rồi nó té vô cái nào, nó té vô những cái đồ nghề bén không, rồi những cái chất mà độc hại, hazard có nghĩa là độc hại ha. Thì cái câu đó nó muốn nói các bạn là khi mà bạn đi đâu đó đó, rồi bạn nhìn, bạn phải biết được cái có nhiều khu nha, có nhiều khu bạn làm thì bạn cần phải lấy những cái đồ nghề của mình, giống như là những cái con dao ngón thì nó sẽ rất là bén như con dao vậy đó. Đó gọi là dao ngón, dao phay, dao tiện thì nó rất là bén ha. Rồi, khi mà mình đi tới cái chỗ đó, liệu khi mà mình bước trên sàn á, rồi mình té đó, thì cái vị trí mình té nó có văng vô những cái nguy hiểm không, hay là mình té vô những cái chỗ mà nó có những cái chất rất là độc không? Hazard có nghĩa là độc hại nha. Alright, thì bây giờ mình bắt đầu tiếp nha. Rồi tiếp câu tiếp theo. Always be okay. Câu này mình nói rồi ha. Rồi
Câu tiếp theo là no horseplay or practical jokes and ok, đọc lại nha. No horseplay or practical jokes are allowed in the shop. None ever. The shop. None ever. Ok. Joke có nghĩa là đùa giỡn ha. Are allowed có nghĩa là cho phép nè. Thì khi mà bạn đọc nè, are allowed ha, có nghĩa là cho phép, mà có chữ no ở đằng đầu nè, là có nghĩa là không cho phép nha. Không cho phép các bạn đùa giỡn nè và trêu đùa nhau trong hãng xưởng. None có nghĩa là không được phép và không bao giờ. Ok. Thì các bạn, nhiều khi các bạn ở trong cái hãng xưởng của mình á, nó có những cái máy mà dùng cái đồ xịt hơi e, nó gọi là air hose á, hoặc là nó gọi là air nozzle á, thì mình dùng cái đó để mình trêu đùa nhau, mình bắn vô nhau, mình dùng cái máy mình xịt á, mình xịt xịt vô nhau, là đùa 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 vô nhau đó, thì ta nó không có được phép như vậy. Tại vì nhiều khi á, có những cái máy e nó mạnh á, thì bạn xịt vô vậy nè, thì nó đi vô vào da của bạn, có thể nó làm chảy, hoặc là có thể nó làm thay đổi cái lượng oxy trong máu á. Thì khi mà oxy trong máu á, có một oxy á, khi mà trong máu của mình á, bạn xịt cái e đó, mà cái oxy ở bên ngoài mà nó đi vô á, nó sẽ tạo ra những cái bubble, nó tạo ra những cái quả bóng không tốt cho cơ thể của mình ha. Rồi khi mà cái quả bóng nó đi travel, nó đi hết trong cơ thể mà nhiều khi nó đi đến những chỗ mà không cần thiết, ví dụ nó đi tới tim, nhiều khi nó có thể làm cho tim bạn nó bị nhiều cái tác động ha. Thì không có nên dùng cái e á, mình chỉ dùng e để mà mình thổi sạch chip thôi, mình thổi cho cái cục bạc nó khô thôi, đừng có dùng những cái máy hơi để mà mình xịt vô nhau ha. Thì điều đó là cấm kỵ nha, không có được joke ha. Joke có nghĩa là giỡn, nói chuyện đùa giỡn ở trong cái lúc mà làm việc ha. Rồi không có được ví dụ cái xe forklift ha, mình không có được đứng gần ha, đừng có đứng lên cho thằng bạn của mình đang chạy xe forklift mà nó chạy mình đi vô ha. Ví dụ đây có cái hình nè, đây bạn thấy cái anh này không, thì cái anh này đang đứng trên cái xe forklift nè, rồi cái anh bạn của ảnh chạy, ảnh đưa ảnh vô nè, thì mình không có được đùa giỡn như vậy nha. Thì horseplay có nghĩa là trêu đùa nhau trong lúc làm việc thôi. Alright, tiếp theo. Rồi, be considerate. Đây, câu này ha. Câu mình bớt nè. Be considerate. Do not engage in clouds or unnecessary talk. Có nghĩa là sao? Considerate có nghĩa là lúc nào cũng phải cân nhắc rằng. Do not engage in loud or unnecessary talk. Có nghĩa là không được nói chuyện lớn, hoặc là không được cự cãi nhau ha. Thì unnecessary có nghĩa là không cần thiết nha. Còn mà loud hoặc là talk có nghĩa là nói chuyện á, thì trong lúc làm việc thì tất nhiên các bạn không được nói chuyện với nhau ha. Thì nếu mà bạn làm lâu năm rồi này kia rồi, bạn có thể nói, nhưng mà đó vài câu thôi. Còn khi mà trong lúc làm việc á, thì mình phải cân nhắc rằng mình không có được nói chuyện với cái người bên cạnh của mình, hoặc là mình nói những cái gì mà dạo này vợ mình sao, hoặc là dạo này mày mua xe gì, tối nay đi nhậu không, là những cái đó là không có được nói trong cái lúc mà làm việc. Thì để những cái lúc mà làm nghỉ ngơi này kia, mình muốn nói thì mình nói, nhưng mà khi trong lúc làm việc thì mình phải cân nhắc coi mình có không có được nói, rồi mình cũng không có được nói lớn tiếng quá, rồi mình cũng không có được cãi nhau trong hãng xưởng ha. Làm như vậy thì nó sẽ có một cái môi trường không có phát triển được. Ok, tiếp theo, do not interrupt other working at the machine. This could cause them to make a mistake. Rồi, interrupt có nghĩa là làm người ta rối, làm gián đoạn đi. Rồi, make a mistake có nghĩa là phạm lỗi sai. Thì do not interrupt others working at the machine có nghĩa là bạn đừng có làm người khác phải mất tập trung khi mà họ làm việc. Nó sẽ dẫn đến gì?
nó sẽ dẫn đến họ sẽ làm những cái lỗi sai. Thì ví dụ mình đang làm cái gì đi, mình chỉ muốn tập trung làm cái đó thôi. Ví dụ như bạn thấy người ta làm mà bạn lại bạn nói ê cho tao mượn cái này nha, thì khi mà người ta đang làm cái đó đó mà người ta gặp một cái tác động, có nghĩa là bạn gọi người ta, thì người ta sẽ quên đi cái người ta đang làm, thì điều đó là cấm kỵ nha. Thì nhiều khi người ta có thể làm những cái đó, người ta đang tập trung mà bạn làm người ta sao lãng đi một cái, người ta có thể nhập con số sai hoặc là người ta có thể làm bất cứ cái gì ảnh hưởng đến công việc người ta mà bạn là lý do đó thì không được. Ok. Rồi. Never borrow the tool from a private toolbox without first asking the owner. If they refuse, accept it gracefully. Có nghĩa là borrow có nghĩa là mượn, private có nghĩa là cá nhân, without first asking the owner có nghĩa là không hỏi trước cái người chủ nhân. Nếu if they refuse, refuse có nghĩa là từ chối, chấp nhận, accept là chấp nhận, it chấp nhận nó, gracefully có nghĩa là một cách niềm nở, có nghĩa là không có kiểu như là mày không cho tao mượn, tao là anh em mà, anh em thân mà đó, ví dụ vậy thì không có được như vậy ha. Rồi nè, dịch nguyên câu: không bao giờ mượn một cái đồ nghề từ một cái thùng đồ nghề của một cá nhân nào đó mà không có hỏi cái người đó, và nếu như mà người đó từ chối cho bạn mượn thì bạn phải chấp nhận và không có được nói nhảm, không không có được nói thầm chửi rủa người ta. Ok, có nghĩa là đừng bao giờ mượn mượn hoặc là đừng bao giờ lấy đồ người khác nếu mà không có sự đồng ý, thì tất nhiên rồi, mình lớn rồi mình sẽ không làm những cái điều đó nha các bạn. Thì giả sử như đồ dụng cụ này kia đó, thì trong cái nghề của mình mua rất là đắt tiền, toàn tính tiền triệu không à, đúng không? Ví dụ mà mình muốn mượn đồ người ta mà mình tự ý mình lấy, có cái gọi là ăn cắp ha, mình tự ý mình lấy mặc dù các bạn biết là bạn lấy và bạn trả lại, nhưng mà khi bạn lấy mà bạn không hỏi cái người đó trước, bạn tự tiện bạn lấy không có một tiếng ê cho tao mượn nha, bạn lại bạn lấy luôn, rồi bạn xài xong bạn trả lại, mặc dù cái hành động bạn trả lại không có nghĩa là bạn ăn cắp, nhưng khi mà bạn lấy bạn không hỏi thì đó là đã là ăn cắp rồi ha. Thì không có được phép lấy đồ người khác khi mà người khác không cho phép hoặc là bạn không có hỏi cái người đó mượn ha. Rồi nếu như bạn mượn mà người ta từ chối bạn thì bạn cũng vui vẻ, không sao ha, đừng có buồn ha, tao chỉ mượn vậy thôi, mày không cho thì xói, ví dụ vậy. Và cũng không nói ủa, cũng không có làm dữ lên để cho người ta cho bạn mượn ha. Ví dụ thôi mày không cho tao mượn hả, tao không chơi với mày nữa, là không không có giải vậy, có nghĩa là ok không cho mượn thì ok vậy thôi ha, nên tao đi chỗ khác vậy thôi, chứ đừng có lấy cái đồ người ta rồi không có hỏi người ta là cái điều đó là ăn cắp. Điều đó là mình đã học từ cấp 2, cấp 1 rồi ha, nhỏ đã biết rồi. Ok. Respect nè, respect, respect professional machines. There is much you can learn from them. Again, respect professional machines. There is much you can learn from them. There is much you can learn from them. Có nghĩa là sao? Thì khi ở đây nói là bạn, thì trong lúc mình làm á, nó sẽ có những người làm lâu năm, thì mình mới vô làm, mình làm 1-2 năm thì mình phải tôn trọng những người làm 4-5 năm, 5-6 năm rồi. Mặc dù mình biết những cái người đó làm lâu hoặc là mình là người có bằng cấp và mình vô là mình nghĩ là mình có bằng cấp, nhưng mình chỉ mới làm 1-2 năm ở trong cái công ty đó thôi, còn người ta làm 5-6 năm thì người ta chắc chắn là người ta sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn các bạn. Dù ít dù nhiều thì bạn cần phải tôn trọng cái người lớn hơn mình, thì
nhiều khi người ta có những cái kinh nghiệm người ta sẽ chỉ lại cho các bạn và các bạn sẽ dùng nó để mà các bạn làm cái công việc của mình, thì nó giúp cho các bạn như thế nào, làm cho bạn phát triển cái nghề nghiệp của mình lên. Thì tôn trọng một người làm lâu năm cũng là một cách ứng xử rất là tốt ha. Nhưng tôn trọng ở đây mình phải biết là mình phải lựa chọn những người nào mình tôn trọng. Mình tôn trọng với những người là họ sẵn lòng người ta chỉ cho mình, chứ không phải là mình tôn trọng những cái người ok mày làm theo lời của tao đi, mày phải làm vâng phục tao, mày phải làm nô lệ cho tao thì tao sẽ chỉ cho mày. Không, mình không cần những người đó nha các bạn. Mình là mình sẽ học với nhiều khía cạnh khác nhau. Mình sẽ respect, mình sẽ tôn trọng những cái người nào làm lâu mà họ biết ứng xử với cái người mới vô, hoặc là ứng xử với những cái người mà thanh niên thiếu kinh nghiệm hoặc là như thế nào đó họ nghĩ. Thì ví dụ như họ vui vẻ họ giúp mình thì mình sẽ respect họ, hoặc là họ có cách ứng xử nói chuyện nó năng đàng hoàng ha. Còn mà nếu như mà người đã làm lâu năm mà nói giọng cha, hoặc là nói hoặc là khinh người, hoặc là ma cũ ăn hiếp ma mới, thì mình sẽ không có respect những cái người đó ha. Hoặc là kêu ê mày dắt tao đi nhậu đi rồi tao mới chuyển nghề cho mày. Không, không chỉ thôi kệ ông, tôi tự lên mạng tôi học. Mình phải là một con người biết respect, có nghĩa là tôi sẽ tôn trọng anh nếu như anh là một cái người đàng hoàng. Anh làm lâu thì tôi sẽ tôn trọng anh, nhưng mà anh làm lâu mà anh muốn làm gì, muốn sai bảo tôi như thế nào, hoặc là muốn làm ông nội tôi đó, thì không, mình nhất thiết là không nha các bạn. Những cái người đó mình nên tránh xa, hoặc là mình đừng có va chạm gì với họ hết, tại vì họ chỉ muốn lợi dụng các bạn thôi, họ muốn các bạn là nô lệ của họ. Vì những cái người đó người ta sẽ không chỉ cho các bạn ha, thì những cái người đó mình nên tránh xa họ ra. Mình cũng đừng có ghét bỏ gì họ hết trơn á, tại vì họ có những đức tính đó rồi, mình cũng đừng có ghét, mình tránh xa họ người ta ra là được rồi, đừng có mang cái lại phiền phức cho mình ha, rồi mình cũng đừng có hổn với người ta là được, hiểu không? Đó, respect có nghĩa là tôn trọng ha. Mình nhưng mà mình phải biết lựa chọn người để mà mình tôn trọng. Ok, right, do not make unreasonable demand. Do not make unreasonable demand có nghĩa là demand á, có nghĩa là nhu cầu ha, demand có nghĩa là ra lệnh ha. Rồi, nhu cầu cá nhân ha, I need it yesterday. ETC có nghĩa là vân vân, có nghĩa là do not make unreasonable demand, có nghĩa là I need it yesterday có nghĩa là sao? Đừng có bao giờ nói giọng cha với người ta, hiểu không? Có nghĩa là I need có nghĩa là tao cần nó, có nghĩa là không có được dùng cái giọng điệu là sếp, giọng điệu ông nội để mà nói chuyện với người khác, tại vì mình là đồng nghiệp với nhau. Không cần biết bạn làm lâu năm hay là làm nhiều năm hơn, nhưng mà bạn cần phải có sự nói chuyện với nhau một cách nó gọi là bằng nhau hết, các bạn hiểu không? Không có anh lớn, anh bé, miễn sao làm trong công ty là đều vai vế bằng nhau hết. Thì nó nói vậy đó. Do not make unreasonable, có nghĩa là reasonable, có nghĩa là reason, có nghĩa là một cái nguyên nhân, nguyên nhân không cần thiết, một cái nguyên nhân không mệnh lệnh ha. I need đó thì không được nói giọng cha. Rồi tiếp theo là clean up after yourself, leave the machine and surrounding area at least as clean as you found it. Có nghĩa là sao? Clean up có nghĩa là dọn sạch sẽ hết cái yourself, after yourself có nghĩa là một một cái máy thì nó sẽ có ca sáng, ca đêm và ca tối, ca 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 chiều và ca đêm ha. Thì có nghĩa là clean, nó kêu là clean up after yourself, có nghĩa là khi mà bạn vô làm cái máy, mà cái máy đó là máy chung của một hai người nữa, thì khi mà bạn làm xong rồi bạn nên dọn dẹp những cái gì của mình bỏ vào thùng rác, hoặc là những cái gì của mình bỏ vô cái thùng đồ nghề riêng của mình. Rồi, leave the machine and surrounding area at least as clean as you found it.
At least as lean as you found it, có nghĩa là sao? Có nghĩa là hãy để cái máy của mình và cái nơi mà mình làm việc xung quanh đó khoảng 1 mét hoặc là 2 mét gì đó phải thật sự là sạch khi khi mà bạn found it, có nghĩa là bạn mới vô làm, phải không? Khi mà bạn vô làm không, bạn thấy cái máy sạch quá. Nhưng mà khi mà bạn làm xong, bạn bày bừa thì bạn đi về luôn, thì cái người người đổi ca trực vô họ thấy bề bộn quá, người ta cũng sẽ có một cái tâm lý má thằng này, chửi bạn luôn, má thằng này tao dọn cho mày cái máy nó sạch vậy rồi mày bỏ đi rồi mày để cái máy dơ cho tao, thì ai cũng sẽ khó khăn, ai cũng sẽ chửi các bạn trơn đó. Thì như vậy người ta sẽ vô người ta complain với sếp thì nó mệt, đúng không? Thì khi mà bạn làm người ta dọn sạch máy cho bạn rồi bạn vô làm xong ca, bạn cũng phải quét dọn, dành ra 15 phút hoặc 30 phút để mà mình quét dọn sạch sẽ cái chỗ đó để cho người khác vô làm, người ta cũng có cảm thấy người ta thoải mái. Tại vì không ai muốn dọn cái rác nào cho ai hết trơn đó, bạn cũng không thể nào bạn vô mà bạn dọn rác cho thằng khác được, đúng không? Nó đâu phải là ông nội mình đâu, hoặc là nó cũng đâu phải là vợ mình, nó cũng đâu phải là thằng anh em gì với mình, hoặc là nó cũng phải ba mẹ mình thì mắc mới mình phải dọn rác cho nó, đúng không? Mày làm xong rồi mày phải giục đi chứ, mày bắt tao giục cho mày đó, thì thằng khác nó cũng sẽ vậy. Thì nó bạn cũng nên tập cái tính là ok, mình tới đó xong mình làm rồi những gì của mình đem về, và những gì mình bày ra mình cũng dọn đi để cho người khác vô làm nó thoải mái, nó thấy ok sạch sẽ rồi nó còn thích mình nữa. Rồi nhiều khi nó dắt mình đi chơi, hoặc nó cho đồ mình, hoặc là nó chỉ mình những kinh nghiệm đó, những cái mà mình nên học ha. Ok, rồi on way boot tools and equipment where you found them, có nghĩa là on way boot có nghĩa là để, boot là để, equipment where you found them có nghĩa là khi mà bạn sử dụng một cái đồ nghề nào rồi hoặc là những trang thiết bị rồi thì bạn nên để nó lại cái chỗ cũ ha. Where you found them có nghĩa là put equipment where you found them, có nghĩa là bạn nên đưa lại. Ví dụ như bạn vô cái phòng đồ nghề bạn mượn cái người đó thì mình cũng phải có trách nhiệm, mình xài xong mình lấy cái đồ nghề đó mình đưa lại cái phòng đồ nghề để cho lần sau mình có mình mượn, hoặc là cái người là người làm chung với mình họ cần thì họ có họ mượn. Chứ ví dụ như trong một hãng có một cái thiết bị thôi mà bạn mượn xong bạn không trả lại thì cái người khác họ cần họ tới thì làm sao có cái trang thiết bị đó để mà họ làm họ sử dụng, thì công việc nó sẽ trì trệ ha. Thì đó là cái nghĩa của câu này ha. Ok, chúng ta sẽ kết thúc ngày học hôm nay tới đây, và tiếp theo đó ngày mai mình sẽ tiếp tục dạy cho các bạn cái phần 2.3 shop clothing, clothing ha. Thì 2.3 ngày mai thì mình còn khoảng 2.3, 2.4 nữa, 2.5 là xong rồi. Rồi lần sau mình sẽ học CNC tool ha. Thì mai mình sẽ học 2.3 ha. Thì mình nghĩ safety in the shop á, shop thì nó cũng không có gì nhiều, nó cũng không có gì mà vui để mình học tiếng Anh chuyên ngành, nhưng mà không sao. Vì ở đây với tâm thế là mình truyền tiếng Anh và mình dịch những cái câu mà chuyên ngành tiện thì đừng có vội vàng, mình cứ từ từ mỗi ngày mình học chút 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 thôi thì các bạn sẽ trở nên giỏi sớm thôi ha. Nếu như mà các bạn đi theo cái series này của mình sẽ làm từ thấp lên cao, và nói chung là đọc sách thôi ha. Chúc các bạn một ngày tốt lành, nhớ lắm like và subscribe cho mình.